Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái mẹo, một số thủ thuật Để chúng ta có thể mua được coi trong những cái đợt lăn chụp trên ứng dụng VNDC Thì như các bạn đã biết, lăn chụp trên VNDC là một nơi nó bán những cái đồng coi theo một số lượng nhất định và nó sẽ bán theo cái từng đợt ở đây thì khối lượng ở đây thì nó sẽ có cái giá niêm yết công khai và những cái đồng coin mà được bán trên launchpad thường thường là những đồng coin chưa được list trên sàn và đang cái thời gian là bắt đầu ra mắt đối với thị trường thì đối với những cái đợt phát như thế này thì nếu bạn nào mà các bạn mua được ấy thì các bạn đều có thể x2 x3 x4, thậm chí có bạn là mua những cái đồng coin các bạn bán được giá lúc mà nó đẩy giá lên cao ấy, các bạn bán được x10 tài sản cơ đó vì như vậy mà lăn cho phát được rất là nhiều người săn đón nhưng không phải ai cũng có thể mua được trong những cái lượt đăng cho phát như thế này thì có nhiều bạn bạn bảo là vndc họ có những cái đối tác những cái người ở trong người trong vndc thì họ mới mua được thì điều đó là hoàn toàn sai bởi vì những cái đợt lăn cho phát như thế này ấy, thì có rất là nhiều người họ canh họ vào họ mua đó vì vậy mà với cái hệ thống của VNDC với thời điểm hiện tại thì nó khá là chậm cũng như là cái server của nó chưa chứa được được những cái lượng truy cập lớn vì vậy mà trong những cái đợt lan pass như thế này ví dụ các bạn vào ví dụ cái đợt lan part hôm qua của cái đồng token SFO thì khi mà chúng ta vào lúc 19 giờ tầm khoảng 19 giờ 50 thôi các bạn vào app là các bạn đã bắt đầu có thấy cái dấu hiệu bị lang rồi bởi vì sao bởi vì là cái lượng truy cập quá đông mọi người ai cũng vào săn đón họ vào trước 10 phút, 20 phút để họ săn đón. Đó, thì làm sao để chúng ta có thể mua được thì đa số tất cả những cái bạn mà đều các bạn mới biết đến cái Lanchopad này thì các bạn không biết làm cách nào để chúng ta mua và không biết làm thế nào để chúng ta mua được vì có một số trường hợp là chúng ta nhấn vào mua rồi nhưng sau đó lại bị lỗi hoặc là các bạn nhấn vào nó cứ xoay xoay đó tất cả những cái điều đó đều là do cái sự tắc nghẽn hệ thống của VNDC thì cũng phải thừa nhận là cái hệ thống của VNDC hiện nay nó đang khá là cúi bắp và hiện tại vẫn chưa chứa được cái số lượng lớn nhưng mà sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái thủ thuật để chúng ta có thể mua được trong những cái đợt lăn cho launchpad như thế này. Đầu tiên ấy, nếu chúng ta cần sự chuẩn bị đầu tiên cho chúng ta, đó là các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái mạng Wi-Fi ổn định. Đó, một cái mạng Wi-Fi ổn định hoặc là 3G 4G gì đó, nhưng mà bắt buộc là mạng của các bạn phải ổn định. Thứ hai là chúng ta phải sử dụng một cái thiết bị à, nói chung là nó phải nhanh, phải có những cái à, tốc độ của nó nhanh hơn đó tiếp theo là chúng ta phải vào sớm thứ ba là chúng ta phải vào sớm mình khuyên là nếu mà các bạn đã muốn săn những cái đợt lăn cho như thế này ấy, thì chúng ta phải vào sớm ít nhất là 5 tới 10 phút chúng ta phải vào sớm bởi vì lúc này thì các bạn máy ngon đến đâu đi chăng nữa thì lúc này khi mà các bạn vào ấy thì các bạn cũng sẽ gọi là phải là chúng ta sẽ phải đợi nó loát đó nó xoay rất là lâu và các bạn phải kiên nhẫn chờ đợi đó thì sau khi mà các bạn đã vào được cái app như thế này rồi đó Thì lúc tối thì mình quên mất cái đợt lunch pass này, không thì mình cũng sẽ săn được một ít bởi vì cái tổng cung bán ra của cái đồng SFO này nó khá là lớn Thì lúc tối không biết có bạn nào ở đây sẽ mua được không, nhưng mình thì mình quên mất và mình đến chậm mất khoảng 10 phút là đã hết rồi Vì vậy mà chúng ta phải vào sớm tầm khoảng 10 phút thì khi mà các bạn loát vào, nó loát vào được như thế này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ phải đợi và ở đây thì để mua được Launcher Pass ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần Launcher Pass ở đây nhé. Đó, thì đây sẽ có những cái dự án Launcher Pad hiện lên ở đây. Đó, và các bạn phải nhìn cái thời gian nó diễn ra ở đây để chúng ta biết được lúc nào chúng ta sẽ vào để chúng ta mua. Và cái giá ở đây, đó, rất là rõ ràng. Ví dụ như với cái đồng SHC token này thì nó sẽ mở bán vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021 vào lúc 20 giờ đó thì các bạn tức là vào 20 giờ ngày mai rồi thì nó sẽ bắt đầu mở bán cái đồng tốc kế. thì đây bạn sẽ bạn sẽ vào cho mình đó là cái phần lăn nhưng mà khi mà các bạn vào rồi ấy, thì các bạn đừng nhấn vào thêm, bạn đừng nhấn tuyệt đối chúng ta không nhấn vào cái phần đó là xem chi tiết. Đó, bây giờ thì có thể là bạn vào xem chi tiết bạn xem theo thử quyền mua của bạn được bao nhiêu với cái đồng token này. Đó thì bạn vào xem quyền mua của các bạn để các bạn biết. Còn khi mà các bạn đã săn Launchpad và đến gần cái giờ mà mua rồi ấy, thì các bạn tuyệt đối chúng ta không nhấn vào cái phần đó là xem chi tiết mà các bạn sẽ đợi cho mình đợi thì sau khi mà cái giờ các bạn nhìn canh cái giờ ở phía trên này sau khi mà giờ nó đã điểm đúng tầm khoảng 17 giờ 59 hoặc là 8 giờ ấy thì các bạn sẽ vào cái đến 17 giờ 59 thì các bạn sẽ vào cái phần trang chủ đó các bạn sẽ kéo lên phía dưới các bạn loát lại một phần như thế này cho mình tầm 7 giờ 58 hoặc 7 giờ 59 gì đó là các bạn sẽ kéo và loát lại cho mình sau đó các bạn sẽ vào phần lăn cho đó lúc này nếu các bạn vào thì nó sẽ xoay một chút hoặc là nó sẽ hiện lên cái phần như thế này luôn đó là đã bán bao nhiêu phần trăm ở đây đó nó sẽ hiện là đã bán tầm khoảng bao nhiêu phần trăm ở đây đó thì ở phần dưới cái phần chỗ này ấy, mà nó chưa bán hết thì sẽ có cái phần để chúng ta mua nó sẽ có một chữ đó là mua thì các bạn sẽ nhấn vào mua và các bạn thao tác theo những cái số lượng các bạn điền số lượng các bạn cần mua cũng như là cái số tiền các bạn phải trả sau đó chúng ta xác minh để chúng ta mua thôi rồi thì đó là một số cái lưu ý của mình Một số cái mẹo của mình Ngoài ra thì còn có thêm một cái cách Và một lưu ý cho các bạn là đến tầm khoảng đến sát giờ rồi Mà các bạn chưa thấy ấy, Ví dụ đến tầm khoảng 20 giờ mà các bạn không loát lại bên này Thì có khả năng là bên của các bạn nó vẫn chưa hiện lên Nó chưa hiện cái chữ mua để chúng ta mua mà nếu các bạn còn loát lên ở cái phần này Các bạn loát như thế này Thì nó sẽ mất luôn cái phần này cho các bạn nhé Đó, nó sẽ đen toàn màn hình cho các bạn luôn Đó thì đây là một số cái thủ thuật trong những cái đợt săn lăn chuột phát của mình thì mình chia sẻ lại cho các bạn ngoài ra thì còn có thêm một cách nữa đó là các bạn sẽ mượn những cái thiết bị của người thân bạn bè của chúng ta và chúng ta đặt đồng thời lên bàn và các bạn mua cùng một cái thời điểm Các bạn phân chia ra mỗi bên các bạn chỉ mua tầm khoảng cái số lượng nhỏ thôi Còn nếu bạn mua với cái số lượng lớn ấy thì nó sẽ khó khớp lệnh hơn Đó chúng ta chia nhỏ ra từng thiết bị chúng ta mua thì mỗi thiết bị các bạn chỉ được đăng nhập một nick thôi nên là chúng ta mượn nick của bạn bè anh chị em chúng ta để chúng ta vào mua cái đợt lăn cho pass như thế này đó đó là một số cái thủ thuật của mình và sau khi mà các bạn đã nhấn vào các bạn mua ấy thì chắc chắn là có sẽ có thiết bị mua được và có thiết bị là không mua được đó thì chúng ta cũng phải chấp nhận bởi vì cái lăn cho pass này nó cũng mang một cái tính chất rất là hên xui nữa anh nào nhanh thì anh được và anh nào khớp lệnh nhanh thì anh được còn nếu bạn mà đặt với bạn mua với cái số lượng lớn ấy mặc dù máy của bạn mượt nhưng mà bạn đặt mua với số lượng lớn mà cái lệnh của bạn đến khi đó là nó gần hết rồi nó gần hết cái số lượng mở bán rồi thì nó chỉ khớp cho các bạn một chút thôi hoặc là nó sẽ không khớp cho các bạn luôn nếu mà các bạn đặt mua nhiều quá số lượng nó không còn đủ cho bạn nữa thì có thể là nó sẽ hủy lệnh của các bạn và khớp lệnh nhỏ hơn đó vì vậy mà chúng ta mình khuyên nếu chúng ta có nhiều thiết bị và có nhiều nick chúng ta có thể mượn được người thân bạn bè thì chúng ta có thể chia cái lượng tiền của chúng ta ra để chúng ta mua trong cái đợt lăn như thế này và video của mình đến đây là kết thúc nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích mang lại một cái giá trị gì đó hướng dẫn cho các bạn thì các bạn có thể cho mình một like một subscribe ủng hộ kênh của mình và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo